Cái bộ phim uh, hoạt hình nào mà nó tiên tri chính xác như cái bộ phim hoạt hình xanh các bạn ha. Và mấy ngày nay trên các uh, group facebook lan truyền rất là nhiều cái hình ảnh này các bạn Tức là nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị ha. Sinh năm 1926 và lại mất năm 2022 Và cái này lại nằm trong cái cảnh của cái bộ phim là hoạt hình uh, Simson các bạn Này chúng ta xem nè trong bộ phim hoạt hình xem được phát sóng à, ngày 8 tháng 1 năm 1973. Mọi người có thể nhìn thấy dưới đây là hình ảnh trong bộ phim. Đó, à, hình ảnh này các bạn nè. Hình ảnh này, hình ảnh này là trong bộ phim nha. Mình là người không tin vào máy tính ma quỷ nhưng mình tin vào sự sắp đặt. À, cái này có một cái bạn thì ấy như vậy. Hình ảnh dưới đây là nữ hoàng Anh, sinh năm 1926, mất năm 1222. Đây có lẽ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đúng không? Vì có rất nhiều sự trùng hợp trước đó từ bộ phim này. Sắp đến lượt bi nha mấy anh em. Chuẩn bị. Đó. Và các bạn nhìn cái hình phía dưới nè. Các bạn thấy là Trong bộ phim này nó cũng, nó cũng lại tiên tri vì bi luôn các bạn. Đó. Ha. À. Rồi nó có một cái chữ phốc nữa các bạn nè. Chữ phốc chỗ này nè. Ha. À. Đó. Nhiều lắm. Đó. Ta xem nè. Ha, cái cô gái nè. Cái cô gái tóc cái cái tóc ngắn nè. À, giống không? Aha. Ha, các bạn thấy nhìn không? Hình dẫn hình nhảnh y chang ha. Rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Rồi, còn cái fox nè cho phóc này nè lại tiên tri là giờ là phúc niêu các bạn ha người ta dịch đó là phúc niêu là các bạn xem nè các bạn xem trên twitter nè rồi chúng ta sẽ phúc niêu nha đây này các bạn nè đó đó chính là giống như tiên tri về cái này nè phúc niêu ha phúc niêu là cái gì chúng ta xem dịch sang tiểu sử nè theo dõi mạng tin tức cấp số 1 của mỹ cung cấp cho bạn những tin tức nóng hổi, phân tích sâu sắc và những video không thể bỏ qua. Đó. Và cái trang này được 22 triệu 355 mươi 393 người theo dõi các bạn. Tức là trong cái bộ phim này nó nó tiên tri trước các bạn. À, và nó rất là chính xác. À, cho nên là và tiếp theo là nó cũng có tiên tri về bi. Cho nên là các bạn hãy hiểu rằng bi nó giống như một cái định, mệnh vậy các bạn. Ha, trên đất này. À, cho nên là à, các bạn hãy giữ chặt bi đi có thể nó là một cái định mệnh mà mà sẽ rất là phát triển sau này đó về bi đó. giá trị sẽ rất là lớn nha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video à, nếu như các bạn cảm thấy cái thông tin này cực kỳ hay và hữu ích thì các bạn có thể cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh youtube của mình sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào rồi bạn nào chưa đăng ký bi thì hãy vào mô tả video đăng ký các bạn máy thiệu của mình vẫn là Picasso trên màn hình cho các bạn nha rồi chúc các bạn thành công xin chào và hẹn gặp lại video sau